Cây ruối thì rất là quen thuộc đối với mọi người rồi. Cây này thì mọc trong tự nhiên khá là nhiều và cũng được trồng để làm cảnh nữa. Quả nó thì ăn được. Còn về làm thuốc thì người ta có thể là dùng vỏ của thân và vỏ của rễ này. Dùng lá rồi dùng nhựa này rồi dùng hạt của cây ruối nữa này. Đấy, các bạn thấy đây là cây ruối rất là to mọc trong tự nhiên. Đấy khá là to. Lá của cây duối thì cũng nhỏ thôi, tầm như hai ngón tay ấy, nó hơi tròn một chút và viền răng có hơi có viền răng cưa. Viền răng cưa sẽ khá là nông thôi. Đấy. Một đặc điểm dễ dàng nhận ra là khi mình bẻ bẻ cái ngọn nó thì nó sẽ ra nhựa trắng đấy, ra như sữa, nhựa mủ nó ra. Cây duối thì cho ra những bài thuốc chữa bệnh khá là hay. Bài thứ nhất chính là bài thuốc dùng để chữa đái rắt, đái buốt, đái da cặn trắng. Thì bài thuốc này sẽ dùng vỏ rễ của cây duối, rễ cây nhót rừng, mỗi vị là 20 g thái nhỏ sao vàng, sắc uống. Còn tiếp theo bài thuốc thứ hai từ cây duối này là bài thuốc dùng để chữa đau răng. Thì trong bài thuốc này sẽ dùng vỏ của cây duối với củ gấu, mỗi vị là 30 g giã nát ngâm với rượu nặng 70 độ trong vòng 7 cho đến 10 ngày. Sau đấy là dùng tam bông tẩm thuốc và đặt vào chỗ đau ngày là làm 2 cho đến 3 lần. Ngoài ra thì ruối còn được dùng để chữa sốt rét vàng da bằng cách là người ta dùng cái ngọn non của cây ruối này. Rồi là búp tre này, mỗi vị là 20 gram, lá hàn the 12 gram, hoạt thạch 6 gram sắc uống cũng có thể là dùng cái ngọn ruối này với lá chỉ thiên, lá trầu không non liều lượng bằng nhau sắc uống. Người ta cũng dùng cây ruối này để chữa nhức đầu, chóng mặt, sốt nóng, đái đỏ thì dùng lá ruối, củ giấy dại, mỗi vị là 40 g, lá cúc tần, lá cỏ xước, mỗi vị là 20 g, lá tre, tía tô mỗi vị là 10 g, tất cả là phơi khô thái nhỏ. Sao thơm sắc uống làm 2 lần trong ngày video hôm nay mình làm ngắn gọn vậy thôi các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này để cùng nhau trao đổi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo